trần Nhật phong chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần tin tổng hợp mỗi buổi sáng à, quý vị cũng đã biết là mỗi buổi sáng phong vẫn gửi đến mọi người các phần tin tổng hợp ở khắp nơi đặc biệt là tập trung vào hồ sơ của những cái nơi mà quý vị quan tâm và chú ý trong phần tin tổng hợp của phong à, đặc biệt khu vực á châu hoa kỳ hay là liên can tới việt nam đó là cái chủ đích của phần tin tổng hợp để mang đến những cái thông tin mỗi một ngày cho quý vị và từ đó quý vị có thể nắm bắt được hiểu được những cái thông tin đang diễn ra trên thế giới ngày hôm nay đó là cái mục đích và trước khi đi vào phần tin tổng hợp ngày hôm nay à, hôm nay thì phong làm hơi sớm một chút à, một lát nữa thì phong cũng làm sớm cái phần tin à, à, phần tin địa phương là bởi vì ngày mấy ngày nay thì phong có một số việc khá bận vào buổi trưa do đó thì phải cố gắng làm sớm một chút tức sớm làm tin gửi đến tất cả mọi người à, mong là mọi người thông cảm cho là cái giờ tin tức nó chưa có được đà à đều nhưng mà hy vọng rằng là dù gì đi nữa thì cách nhau một hai tiếng thì các bạn vẫn có thể xem được à, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái phần tin tổng hợp mỗi một ngày của phong và trước khi đi vào phần tin thì vẫn là cái thông báo của phong trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com đó là cái địa chỉ email mà các bạn có thể liên lạc trực tiếp với phong để có thể đóng góp những câu chuyện ý kiến hoặc là chia sẻ những cái quan điểm của các bạn À, địa chỉ một lần nữa là trần nhật phong đạo diễn at yahoo com và bên cạnh đó thì vẫn là cái channel của phong bên youtube các bạn nhìn thấy ở đây đây là cái channel của phong bên youtube và đây là cái logo của phong nếu các bạn vào youtube thì các bạn nhớ cái logo đó và bấm vào cái logo đó thì nó ra cái channel của phong và trong đó có rất nhiều những cái video của phong hay cái livestream của phong nằm trong channel này để các bạn không có đi lộn qua những cái channel khác hoặc là những cái channel khác lấy cái cái, cái sót của phong đặt lại cái tựa rồi cái nó không có liên can tới cái nội dung là khiến các bạn bị phiền thì bây giờ một lần nữa phong nhắc lại đó là cái à, chính của cái đây mới là cái trang chính của phòng ở bên YouTube bên Facebook thì không có giao sao nhưng mà bên YouTube thì à, lại bị cái tình trạng đó do đó các bạn một lần nữa đây là cái logo của phòng nha các bạn bấm vào cái logo của phòng thì sẽ ra cái channel À, và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ chúng ta nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay cũng có số một số những cái bản tin quan trọng và các bạn trong một cái cuộc phỏng vấn tối ngày hôm qua tổng thống trump một lần nữa đã đưa thêm một cái bước tiến mà được nghe được xem là ngăn chặn cái sự lạm dụng từ phía trung quốc nhiều nhất mặc dù rằng là trên nguyên tắc thì nó không phải là của một mình trung quốc nó nhiều quốc gia nhưng mà mục đích của ông vẫn nhắm vào trung quốc đó là cái bản tin mà ông nhận lời phỏng vấn và ông muốn chấm dứt cái việc mà cấp uh, quyền quốc tịch cho những trẻ em sinh tại Mỹ. Ok các bạn, <laughs> đây là cái tựa của bản tin trên NBC News. thì để cắt nghĩa cái bản tin này thì phong uh, phân tích cho các bạn rõ là căn cứ theo cái tu chính án thứ 14 trong đó quy định bất kể là đứa trẻ đó là đến từ quốc gia nào nhưng khi mà mẹ người mẹ mang bầu và sanh đứa con ra trên nước Mỹ thì tự động đứa trẻ đó có quốc tịch Hoa Kỳ. Đó là cái có quốc tịch Hoa Kỳ và có đầy đủ những cái quyền của một công dân Hoa Kỳ. Dù rằng sau khi sanh rồi, đứa trẻ có thể ra khỏi nước Mỹ trong vòng 2-3 ngày. Tức là cha mẹ mang ra khỏi nước Mỹ. Nhưng mà dù đi bất cứ nơi nào trên thế giới, thì đứa trẻ vẫn là đứa trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ vì sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái quy định trong cái hiến pháp mà tu chính án thứ 14. <laughs> thì nó là nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi nhưng mà theo lời của tổng thống Trump trong 85 năm qua và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì nó đã có hiện tượng lợi dụng tức là ông không nói rõ quốc gia nào nhưng mà chúng ta thấy trong thời gian qua những cái vụ bắt bớ những phụ nữ qua Mỹ sinh con nhiều nhất vẫn đến từ Trung Quốc là ở ngay cả khu vực của tôi ngay cái khu vực, ở vai đó là cái nơi mà đã có một cái cuộc đột kích của FBI à, vào một cái khách sạn và một cái trung tâm y tế và theo đó thì họ bắt giữ rất nhiều phụ nữ đến từ Trung Quốc và họ đến đây, họ sanh con không những họ sanh con mà họ còn được những người làm giấy tờ cho họ ở đây đó còn tìm cách là sanh con mà không tốn tiền nữa tức là lấy cái tiền à, lấy cái bảo hiểm của chính phủ để mà cover cho cái tiền sanh con ở bên Mỹ đó là cái cách mà lạm dụng rất là nhiều từ những phụ nữ đến từ Trung Quốc chính vì vậy mà Tổng thống Trump đã cho biết là ông sẽ ra một cái xác lệnh và sẽ yêu cầu thay đổi cái hiến pháp, cái điều khoản thứ 14 mà trong đó là chấm dứt cái việc mà cho phép các người mẹ tới Mỹ sinh con rồi con có quốc tịch Hoa Kỳ. Cái đó được quy định trong hiến pháp Hoa Kỳ cho tới bây giờ phút này. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ông có cái ý định là muốn bãi bỏ cái việc này. Và ông không muốn rằng là các phụ nữ tới, từ nước ngoài tới lợi dụng cái điều luật này lách cái kẻ hở của luật pháp để vào Mỹ sanh con để con có quốc tịch đó là cái cách mà tổng thống Trump chân lại trong một cái cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình à, cái cuộc phỏng vấn này à, được xem là exclusive đó là một cái cuộc phỏng vấn độc quyền à, với lại Axios là một cái tổ chức à, mà được xem là truyền thông khá nổi tiếng thì trong cái cuộc tổng phỏng vấn này tổng thống Trump nói cái vấn đề này phải được chấm dứt phải được chấm dứt là ngăn chặn cái sự lạm dụng à, cái quyền cái cái cái, cái tu chính án số 14 là quyền sanh con tại Mỹ và con có quốc tịch Mỹ đó thì là ông muốn chấm dứt những cái chương trình này để không còn có sự lạm dụng nữa tuy nhiên đây chỉ là phần của ông nó còn phải qua bên quốc hội nó còn phải qua người dân rất là nhiều thứ chứ không phải là đơn giản chỉ là à, đơn giản chỉ là ông quyết định là được tại vì hiến pháp thì nó phải có quốc hội và có quốc dân đồng ý đó là cái bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay và bản tin thứ hai cũng trên tờ insider ok các bạn tờ insider ngày hôm nay các bạn thấy là tên insider nè là last chance, cơ hội cuối cùng tổng thống Trump đã chuẩn bị sẵn sàng cái mức thuế 257 tỷ Mỹ Kim đánh vào các mặt hàng Trung Quốc trong trường hợp các cuộc đối thoại bị thất bại và các bạn nhìn thấy đây là hình của tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình Ok các bạn điều này có nghĩa là gì <laughs> Lúc nãy, hôm qua tôi có làm cái bài phân tích cho các bạn thấy rồi. Ở đây tôi nhắc lại cái bản tin mà tờ Insider đã đưa. Tức là trên nguyên tắc một tây tháng giêng năm 2019 nếu như cái cuộc đối thoại giữa ông Tập Cận Bình gặp gỡ với tổng thống Donald Trump tại hội nghị của G20 diễn ra tại Pune Ares, tức là ở thủ đô của Argentina nếu như cái hội nghị thượng đỉnh bên cái cuộc gặp gỡ bên lề này mà không có một kết quả cụ thể nào tức là thất bại đó hoặc là không có những cái cam kết nào thì cái mức thuế đánh vào mặt hàng Trung Quốc năm tháng giêng một tây tháng giêng năm 2019 sẽ gia tăng lên 257 tỷ Mỹ Kim. Vậy thì là tổng cộng nếu tính luôn cả cái mức thuế trước đó thì tổng cộng là 507 tỷ Mỹ Kim sẽ đánh vào mặt hàng của Trung Quốc. Và đây chỉ là cái mức cứng rắn mà Tổng thống Trump mong muốn là phía Trung Quốc họ phải hiểu được là cái mức quân bình cán cân mậu dịch nó quá chênh lệch. Và thứ hai là cái việc mà đánh cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ. Do đó thì Tổng thống Trump đã tỏ thái độ cứng rắn và cái thái độ cứng rắn này cho thấy là ông không hề suy chuyển. Và nếu như cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump diễn ra ở ở cái Argentina mà không đạt được một kết quả thượng đỉnh nào. Thực ra thực ra đây không phải là cuộc hội nghị thượng đỉnh của hai người mà là cái cuộc gặp gỡ bên lề của hội nghị 20, à G20, tức là G20 có cái hội nghị thượng đỉnh và hai vị lãnh đạo này sẽ gặp gỡ bên lề của cái à, cái cuộc hội nghị đó và cái hội nghị thượng đỉnh đó và họ sẽ có những cái thảo luận và chưa biết rằng là sẽ có đạt được kết quả hay không à, nhưng mà nhìn trên một cái góc cạnh mà chúng ta thấy được thì có vẻ như hai bên đã không có thể à, lùi lại tại vì ông tập cận bình thì có thể nhường trong cái vấn đề mậu dịch nhưng mà ông ta sẽ cương quyết không nhường trong cái vấn đề mà tổng thống trump đòi hỏi phải tôn trọng cái bản quyền trí tuệ đây là cái điều mà tập cận bình sẽ rất sợ hãi và không có cách đối phó do đó thì chưa chắc cái hội nghị thượng đỉnh này cái, cái cuộc gặp gỡ này sẽ đem đến một cái kết quả chung cuộc nào cho cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là bản tin từ uh, đài, uh, từ tờ báo Insider. Và ngày hôm nay thì trên CNN có một cái bản tin cũng khá quan trọng liên quan tới Trung Quốc là Trung Quốc cho phép sử dụng tất cả những cái, uh... ok các bạn, đây là Trung Quốc cho phép sử dụng những cái phần cơ thể của, uh... <laughs> còn những con hổ và những con uh tê giác để làm mà để làm các cái sản phẩm về y tế đó là các bản tin từ Hồng Kông mà CNN đưa tin thì các bạn trong ok đây là đây là sau đây đây tôi đợi động đây là cái bản tin của CNN nha các bạn và Trung Quốc cho phép sử dụng các cái phần cơ thể của hổ và tê giác để sản để làm những cái sản phẩm y tế à, theo bên lời tường trình của các nhà bảo bảo vệ cho động vật hoang hàng giả cho biết thì bản tin này cho biết là chính quyền Trung Quốc đã cho phép hợp pháp cái việc mà sử dụng sử dụng tất cả những cái bộ phận cơ thể như là xương hổ hay thịt hổ da hổ rồi sừng tê giác vân vân là lúc đã, đã bốn đã bị cấm xưa nay thì bây giờ Trung Quốc cho hợp pháp để đóng góp vào cái gọi là cái đông y học tức là cái phần mà gọi là cái ngành y học của Trung Quốc cổ truyền của Trung Quốc thì bản tin này cho biết là cái quyết định này được đưa ra nó đi đi ngược lại với cái quyết định năm 1993. À, lúc đó thì Trung Quốc đã ra cái luật nghiêm cấm sử dụng tất cả những cái bộ phận cơ thể của những động vật hoang dã để sử dụng cho bất cứ lý do gì. Tuy nhiên trong cái quyết định mới nhất ngày hôm nay ngày hôm qua thứ hai thì à, à, cái à, cái cơ quan kiểm soát về động vật hoang dã của Trung Quốc đã quyết định cho phép một số những cái bộ phận của những con con hò bút và con tê giác để sử dụng những cái bộ phận đó trong cái việc nghiên cứu y học và đóng góp trong cái việc mà thuốc chữa trị cho người khác theo cái phương pháp đông y của Trung Quốc. Đây là một trong những thực sự thì Trung Quốc có cái nền ngành y của họ cũng lâu đời. Họ không giống như ngành y của Tây Phương và họ sử dụng những cái rất nhiều thứ mà họ tin rằng là có thể chữa bệnh cho con người trong đó các bạn nhớ là gì? cao hổ cốt tức là xương con hổ đó rồi sừng tê giác rồi lọc nhung tức là à, sừng nai đó đại khái là những cái những cái động vật hoang dã này đó thì họ sử dụng để họ là bào chế thành những cái thuốc cho người ta uống thì ngày hôm nay thì coi như là ngày hôm qua chính thức ngày hôm qua thì Trung Quốc đã cho phép hợp pháp hóa cái việc sử dụng những cái bộ phận những con này trong cái vấn đề y học, tức là chỉ dành cho vấn đề y học thôi, không có dành cho vấn đề khác. Tức là các bạn không thể lấy cái sừng tê giác về cao hổ cốt về ngâm rượu uống chơi được mà nó phải được áp dụng trong cái ngành y một cách chính xác hơn. Đó là cái tin từ Trung Quốc và trong khi đó thì ngày hôm nay một trong những cái bản tin mà được xem là quan trọng nhất đối với Hồng Kông Trung Quốc và kể cả cá nhân tôi cũng là một trong những thần tượng của ông, à, những người mà đã à, thần tượng ông trong suốt nhiều năm, các bạn. cái tin buồn cho thế giới là louis cha ja, là ai vậy các bạn? chính là nhà văn kim dung, ông đã qua đời tại hồng kông hưởng thọ 94 tuổi. và đây là hình của nhà văn kim dung, ok các bạn. À, nhà văn kim dung, tên thật của ông ta là tra lương dung, xoay các bạn mới thấy cái tên của ông là louis cha, ông tên thật là tra lương dung và ông sinh trưởng và lớn lên tại Hàn Châu và sau đó gia đình ông di dân qua Hồng Kông sinh sống và ông đã viết ra cái tác phẩm đầu tiên từ năm 1955 à một cái tác phẩm về kiếm hiệp được dịch lập The Book and the show tức là à, thư, à, thư kiếm ân thù lục đó tôi à, theo tôi nhớ theo tôi nhớ không làm cái tựa là The Book and the show tức là thư kiếm ân thù lục là cái tác phẩm đầu tiên của nhà văn Kim Dung. Và sau đó thì ông viết tổng cộng là 14 cái tác phẩm, được xem là 14 tác phẩm à, mang cái à, sức ảnh hưởng rất lớn của ông trong suốt nhiều năm. À, ông bắt đầu viết mạnh nhất là thập niên 60, à, 55 thì ông bắt đầu viết cái tác phẩm đầu tiên. Nhưng mà cái sức sáng tác của ông khá mạnh là từ thập niên 60, mà lúc đó thì không phải là ông viết sách mà ông viết cho báo. À, mỗi, một, kề, kề mỗi một ngày như vậy thì ông viết những câu chuyện ở trên mặt báo và rồi thì nó đúc kết thành một cái một cái câu chuyện thì các bạn còn nhớ nhà văn Kim Dung là là người đã sáng tác ra những câu chuyện mà được quay thành phim nhiều lần, nhiều nơi từ Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Ma Cao, kể cả cái ngành cải lương hay hồ quảng của Việt Nam cũng thường lấy những cái tác phẩm ông lên để mà trình diễn lại. Trong đó thì các bạn còn nhớ là một cái series rất là dài từ à, à, à cái gì? Võ Lâm Ngũ Bá, rồi anh hùng xạ điêu, rồi thần điêu đại hiệp, rồi Thiên Long Bát Bộ à, rất là nhiều. Thì tổng cộng ông có tổng cộng là 14 tác phẩm. Và mỗi một tác phẩm như vậy là những cái chuyện kiếm hiệp rất nổi tiếng của Kim Dung. Thì Kim Dung đã qua đời 94 tuổi. Ông đã mất tại Hồng Kông à, và trong một cái thời gian bệnh khá dài và ông mất tại nhà. Và à, các bạn còn nhớ là ông tôi đã từng nói với các bạn ông là một trong những nhà báo và rồi trở thành nhà văn và trở thành một nhà văn rất nổi tiếng có thể nói rằng là nếu như mà người Trung Quốc mà trong suốt nhiều năm về cái văn học sáng tác của họ đó thì từ thời của Lỗ Tấn, từ thời của Lỗ Tấn thì trên văn đàn của Trung Quốc có rất nhiều nhưng mà để có thể ảnh hưởng được cái khối độc giả lớn nhất thế giới và có những cái những cái chuyện mà được xem là đi vào làm người qua nhiều thế hệ thì phải nói tới nhà văn Kim Dung ở Hồng Kông tác phẩm của ông được ghi nhận ở khắp nơi và hầu như là được chuyển dịch rất nhiều ngôn ngữ À, nhà văn kim dung và ông là cái người sáng lập tờ minh báo một trong những tờ nhật báo nổi tiếng nhất của hồng kông à, sau này thì ông bán lại cái quyền quản trị tờ minh báo cho người khác nhưng mà tờ minh báo do ông sáng lập bây giờ đã trở thành một tờ nhật báo à, đứng ngang hàng với tờ những cái tờ như là bưu điện hoa nam tức là south china morning post hong kong times hay là à, những cái tờ báo mà được xem là nặng ký nhất của người gốc hoa à, tờ thanh đảo tức là Ch chinh thao đó thì những cái tờ báo này là những cái tờ báo lớn nhất ở Hồng Kông thì à, ông Kim Dung là cái người đã sáng lập ra tờ Minh Báo và chính thức bản tin chính thức là nhà văn Kim Dung qua đời à, để cho các bạn nhìn lại một chút xíu về cái hình của ông để các bạn nhớ đây là toàn bộ tin trên tờ Sao China Morning Post nha các bạn và cái tác phẩm đầu tiên của ông là The Book and the Show à, tờ mà tiếng Việt mình gọi là Thư Kiếm Ân Thù Lục đó là cái tác phẩm đầu tiên của ông và đây là hình của nhà văn Kim Dung À, ông hưởng thọ 94 tuổi và đáng tiếc là khi ông mất, trước khi ông mất thì tôi được biết là ông đang viết cái tác phẩm về lịch sử của Trung Quốc, nhưng có lẽ là không biết là ông viết xong chưa, nhưng mà bây giờ ông mất rồi và đó là một trong những cái tên tuổi lớn nhất trên văn đàn của thế giới. À, chúng ta không bỏ qua cái quan niệm về chủ nghĩa dân tộc. Kim Dung, Cổ Long là hay Quỳnh Dao là những cái tên tuổi rất quen thuộc với lại khán giả người Việt Nam, tại vì có nhiều tác phẩm của họ. à người Việt Nam đọc rất là nhiều và trong suốt từ thập niên 60, 70, 80, 90 đọc xem tại vì tác phẩm của những người này đã được chuyển thành thể thành phim dù là phim điện ảnh hay là phim truyền hình rồi chuyển thành kịch kinh kịch diễn trên sân khấu rồi chuyển thành cải lương diễn ở sân khấu vân vân thì rất là nhiều trong suốt bao nhiêu năm qua thì là các bạn đã biết từng thế hệ từ thập niên 60 cho đến bây giờ vẫn là những thế hệ thần tượng những cái tác phẩm của Kim Dung hay Cổ Long hay Quỳnh Giao thì Kim Dung là một trong những cái tên tuổi lớn ở trong văn đàn của thế giới và đó là bản tin mà liên quan tới nhà văn Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung và ông qua đời hưởng thọ 94 tuổi ông là sinh trưởng tại Hàng Châu và gia đình ông di dân đến Hồng Kông từ sớm và tác phẩm đầu tay là thư kiếm ân thù lục viết năm 1955 đó là nhà văn Kim Dung. Và bây giờ thì cũng trên tờ sao China Morning Post ngày hôm nay đăng một cái bài phỏng, phỏng vấn với lại con trai của Đặng Tiểu Bình thúc giục là Trung Quốc nên biết được cái chỗ đứng của họ ở chỗ nào và đừng trở nên hách dịch. Ok, overbearing. Tôi tập thời dịch là chữ hách dịch nha các bạn. Đây là toàn bộ cái bài phỏng vấn mà ông này đã dành cho tờ sao China Morning Post và đây là hình của ông ta, con trai của Đặng Tiểu Bình. Ok các bạn đây là con trai của Đặng Tư Bình và ông này năm nay cũng lớn tuổi rồi chứ không phải nhỏ đâu. À, tin cho biết thì ổng hình như là 74 tuổi rồi các bạn. Ok, đúng rồi. Ổng năm nay 74 tuổi rồi nghe các bạn. Ok. Và ông ta vừa được chọn vào hồi tháng 16, tây tháng 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 9 vào một cái chức dành đặc trách về những người mà disability tức là những người mà ông ta phụ trách một cái bộ hỗ trợ đứng đầu trên một cái bộ hỗ trợ cho những người không có khả năng làm việc À, bị à, bệnh bị này bị kia đó các bạn thì trong bài phỏng vấn với tờ Sao China Morning Post ông này cho rằng là cái nền kinh tế của Trung Quốc trong 20 năm qua đã phát triển rất tốt và đã trở thành một trong những cái đối tác quan trọng trên thế giới nhưng ông thúc giục chính quyền cộng sản Trung Quốc là không nên không nên sử dụng cái cái tư thế này để mà trở nên hách dịch hơn và mất cảm tình với cộng đồng quốc tế đây là cái tầm nhìn của một con trai của ông Đặng Tiểu Bình người đã từng có một cái giấc mơ Trung Hoa và cái giấc mơ Trung Hoa đó ngày hôm nay ông tập cận mình đang thực hiện OK các bạn nói tới giấc mơ Trung Hoa thì các bạn còn nhớ đến cái 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 mà tôi đã từng nói qua trong các cái livestream của tôi là giấc mơ Trung Hoa đó là Trung Hoa Trung Quốc muốn xây dựng họ trở thành một cường quốc trên thế giới và đi theo cái hướng mà từ ngàn xưa họ đã có đó là cái con đường tơ lụa và ngày hôm nay thì tập cận bình gọi là vành đai và con đường đó, The Belt and the road đó. thì đây là một trong những cái chiến lược mà tập cận bình muốn trở thành thống trị trên thế giới. Thay vì ông Đặng Tiểu Bình cái giấc mơ của ông ta là nối kết với cộng đồng thế giới để cùng nhau phát triển đó là cái ý của Đặng Tiểu Bình ở 30 40 năm trước. Nhưng mà khi mà tập cận bình có cờ trong tay thì tập cận bình dựa trên cái ý tưởng này của ông Đặng Tiểu Bình và ông tập cận bình đã đưa ra cái chính sách và cái chiến lược The Belt and the road tức là vành đai và con đường là để nối kết tất cả các quốc gia, khoảng 70 quốc gia lại. Nhưng nó lại nằm dưới sự thống trị của Trung Quốc. Chính vì vậy mà ngày hôm nay con trai của Đặng Tiểu Bình trong cái lời mà phát biểu với tờ South China Morning Post, tức là tờ Bưu điện Hoa Nam, thì ông này đã lên kiến thúc giục chính quyền Trung Quốc, tức là một cái cách nói rất là khéo với lại ông Đặng Tiểu Bình là bớt đi sự hách dịch và phải nhúng nhường hơn. Đó là cái lời khuyên của ông này đối với lại à, cái chính sách hiện nay của Đảng Tiểu Bình là sử dụng cái quyền lợi kinh tế của Trung Quốc để o ép các quốc gia khác một cách hách dịch. Chính vì vậy mà à, nó mới có cái câu chuyện và cuộc phỏng vấn này. Các bạn có thể lên trên tờ South China Morning Post để có thể tìm đọc lại toàn bộ cái bài phỏng vấn này của ông con trai của Đặng Tiểu Bình. Và bây giờ thì cũng trên tờ South China Morning Post ngày hôm nay là lãnh đạo à, cơ quan tình báo của Úc đã giải thích cái lệnh cấm hai công các hai công ty của Trung Quốc để cung cấp cái cái phương tiện để sử dụng cái internet ở tại nước úc với lý do là họ có cái uh, rủi ro rất cao những nhà cung cấp mà có rủi ro rất cao đó là cái lời thầy giải thích của phía chính quyền úc và lãnh đạo của cơ quan tình báo úc theo tin cho biết thì là ông này úc đã ban lệnh cấm không cho phép công ty uh, GTE và công ty Huawei. Huawei là cái công ty sản xuất máy điện thoại nổi tiếng đó các bạn. Được phép à, cung cấp những cái phương tiện và những cái à, ứng dụng cho cái công nghệ gọi là 5G. Bây giờ thì các bạn biết là 4G rồi, bây giờ nó đang đi tới 5G. Thì đã là cả phía Úc đã không cho phép hai công ty này phụ trách cái phần mà cung cấp cái dịch vụ đó cho người dân ở trên Úc và những khu vực lân cận. Lý do là vì nó sẽ ảnh hưởng tới nền an ninh quốc gia. Tại vì sao họ không tin à nguyên tắc thì ông Mike Burgess à tên của công này. À Mike Burgess ông ta là giám đốc của à, à, nó gọi là Australia Signal Directorate tức là gọi, gọi tắt là ASD cho biết là cái những cái 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 công ty này của Trung Quốc đã tạo ra cái môi trường khá có khá nhiều những cái phong hiểm và từ những cái phong hiểm đó nó ảnh hưởng tới nền an ninh quốc gia nhất là những cái sóng điện thoại. Chính vì vậy mà Úc đã trước đây cách đây mấy tuần thì Úc đã ra lệnh cấm hai công ty này không được phép tham gia đấu thầu hay là thầu một phần nào đó về cái vấn đề cung cấp dịch vụ internet cũng như các cái thiết bị dành cho internet, tức là những cái hotspot để mà mình có thể sử dụng cái công nghệ 5G của internet để cái tốc độ nó nhanh hơn đó. Thì bây giờ là chính thức Úc đã cao, đã ban lệnh cấm và bây giờ thì tới chi phiên cái người lãnh đạo của cái cơ quan tình báo Trung Quốc ấy của tình báo của Úc uh, đã đưa ra cái lời giải thích rất là rõ ràng uh, ông ta giải thích là <laughs> cái sự thiếu an toàn của các cái thiết bị và dễ bị xâm nhập với vấn đề tình báo ở trong các cái thiết bị mà do phía công ty điện thoại Huawei là cái công ty của Trung Quốc cung cấp và thứ hai là công ty ZTE là cái công ty cung cấp cái mạng lưới internet thì cái mạng lưới đó họ thiếu cái sự bảo đảm an toàn cho khách hàng tức là họ có thể lấy lấy tài liệu data của khách hàng để cung cấp cho chính quyền Trung Quốc chính vì vậy mà tại vì họ là công ty của Trung Quốc mà các bạn. Chính vì vậy nó sẽ gây nguy hiểm cho người dùng và vì điều này mà Úc ban lệnh cấm toàn bộ những cái à, cái công ty hai cái công ty này à, tham gia đấu thầu vào cái việc mà cung cấp các cái thiết bị và dịch vụ internet 5G tại nước Úc. Đó là bản tin từ South China Morning Post và ngày hôm nay thì à, tin từ Nam Hàn có gì lạ các bạn. Trên tờ NBC News cho biết thì Nam Hàn đã ra lệnh cho một công ty của Nhật Bản phải trả tiền à, à, cho những cái người mà bị ép buộc lao động vào trong cái thời đệ nhị thế chiến đó là cái bản tin từ nam hàng à, bản tin cho biết là một cái tòa án à, cao cấp của nam Hàn đã buộc một công ty và nhà sản xuất à, bồi thường cho những cái à, người nam Hàn từng bị ép buộc vào các cái trại lao động của người nhật trong đệ nhị thế chiến và bản tin cho biết là công ty này có tên là nippon steel and sumitomo uh, metal corp tức là một công ty về chuyên về uh, kim loại đó các bạn. Đây là cái tên của công ty nha. Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp. Đây là cái tên của công ty. Và buộc công ty này sẽ phải bồi thường cho uh, cho những người mà nam hàng trong quá khứ thời đại nhiệt thế chiến họ đã bị người Nhật cưỡng bức lao động bóc lột sức lao động đến những cái nông trường làm việc trong những cái khoáng mỏ, làm việc trong những cái uh, hầm mỏ đó các bạn. Thì họ bị cưỡng bức làm việc thì bây giờ là chính thức là một cái tòa án của Nam Hà đã ra lệnh là công ty này sẽ bồi thường và số tiền bồi thường tổng cộng là 100 triệu đồng won cho mỗi một người nghe các bạn, tức là khoảng 87.700 Mỹ kim cho mỗi một người công nhân làm việc mà họ còn sống tới ngày hôm nay khi mà cái đơn kiện này được nộp từ năm 2005. Cái đơn kiện này đã được nộp từ 2005 và bây giờ thì nó đã có cái phán quyết, tức là 13 năm sau nó có phán quyết. Thì trong hồ sơ này cho biết là bây giờ còn lại bốn người tổng cộng cái số cái lượng công nhân mà họ 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 bị cưỡng bức lao động đó thì sống tới ngày hôm nay chỉ còn lại bốn người mà thôi và cái trong đó một cái người cao tuổi là 94 tuổi vẫn còn sống thì trong cái phán quyết mới nhất thì gần 100.000 Mỹ Kim phải bồi thường đó là cái công ty Nhật Bản đã từng cưỡng bức lao động người ta ở đệ nhị thế chiến và đây là một trong những cái cái tin liên quan tới Nhật Bản và Nam Hàn và bây giờ thì trở lại À, trong cái phần tin trên tờ Straits Times của Singapore ngày hôm nay thì à, các bạn chuyện gì xảy ra đồng nhân dân tệ đã xuống tới mức thấp nhất trong một thập kỷ qua và đây là à, đã là một cái à, một cái dấu hiệu khá 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 bất ngờ à, bản tin cho biết là đồng à, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã xuống thấp nhất trong 10 năm qua so với đồng tiền của Hoa Kỳ và đẩy cho tất cả mọi cái nền kinh tế nó chậm lại và cái mức tăng trưởng kinh tế nó chậm lại giữa lúc đang có cái sự gia tăng leo thang cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó là cái bản tin từ tờ Singapore Straight Time nha các bạn thấy cái logo đó thì trên cái tờ báo này cho biết là do cái cuộc chiến mậu dịch và do cái mức tăng trưởng kinh tế cũng như cái mức sản xuất bị chậm lại giá dầu tăng tất cả mọi thứ này nó đã đóng góp trong cái phần khiến cho đồng nhân dân tệ cái giá trị nó rơi xuống thấp và đồng mỹ kim lên cao. Khi mà giá trị nhân dân tệ rơi xuống thấp thì có nghĩa là hàng hóa Trung Quốc sẽ còn rẻ hơn nữa và đồng mỹ kim cao thì có nghĩa là cái giá hàng Mỹ sẽ cao. Đây là một cái phản ứng tự nhiên từ thị trường sau khi mà có cái cuộc chiến mậu dịch giữa phía Hoa Kỳ và phía Trung Quốc. Đây là một trong những cái rất là bình thường thì các bạn thấy thì đó là cái bản báo cáo trên tờ Singapore Straits Times. Tuy nhiên tờ báo này cũng nhắc lại là cái việc cứng rắn của Tổng thống Donald Trump trong việc đánh thuế vào mặt hàng Trung Quốc và ông tuyên bố sẽ gia tăng thêm cái việc đánh thuế vào ngày 1 tây tháng Giêng năm 2019. Nếu như cái ngày gặp gỡ ông Tập Cận Bình ở khu G20 cuối tháng 11 mà không có đạt được kết quả cụ thể thì Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy toàn diện cái cuộc chiến mậu dịch đánh thuế quan vào các mặt hàng Trung Quốc. Và điều này cho các bạn thấy là rõ ràng là phía Trung Quốc đang nằm dưới cơ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến mậu dịch mặc dù đồng nhân dân tệ đã được giảm thấp và điều này có nghĩa là giá cả giá thành của hàng Trung Quốc nó rẻ hơn nhưng rõ ràng phía Trung Quốc tổn thương khá nặng nề trong cái cuộc chiến bầu dịch mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra để mà buộc Trung Quốc bước vào bàn hội nghị à, đối thoại về cái vấn đề quân bình cái cán cân bầu dịch cũng như là bản quyền của các sản phẩm trí tuệ đó là bản tin từ tờ Singapore Straits Times và bây giờ thì chúng ta qua một tờ khác trên tờ Bangkok Post của Thái ngày hôm nay là Hoa Kỳ đã bắt đầu ban lệnh cấm đối với một công ty của trung quốc bản tin từ washington theo cái tin này tin original của tờ báo này là tờ, của hãng thông tấn afp các bạn cho biết là một công ty của hoa kỳ ngày hôm thứ hai đã nhắm vào một công ty kỹ thuật của trung quốc à, và không cho phép họ tiếp cận các cái nền kỹ thuật của hoa kỳ à, đặc biệt là có thể gây tổn thương cho nền an ninh của hoa kỳ và tổng thống trump đã à, gây tổn thương đây họ nhắc lại cái chiến dịch của tổng thống trump thôi các bạn và công ty này là công ty nào thì xuống đây chúng ta biết là Cái công ty mà bị nghiêm cấm uh, Sau khi mà, uh, mà Cho biết là họ có sản phẩm hàng trăm Cái uh, sản phẩm vào trong thị trường Của Hoa Kỳ đó Là công ty này là công ty quốc doanh nha các bạn On tức là công ty quốc doanh có tên là Fujian Xinhua uh, Integrated Circuit Company Tức là họ chuyên sản xuất những cái circuit Cho ngành điện hay là cho Ngành Internet đó các bạn Và cái công ty này đang làm việc với lại một số những công ty lớn của Hoa Kỳ và họ cung cấp những cái thiết bị ở trong những cái bộ phận uh, <laughs> máy móc của các công ty Hoa Kỳ. Thì chuyên mà họ cung cấp cái những cái bộ phận là họ sản xuất thôi, nhưng mà rồi từ cái sản xuất đó họ gắn những cái đồ rất là nhỏ để mà đánh cắp những cái thông tin từ những cái công ty lớn của Hoa Kỳ. Do đó thì ngày hôm nay thì bên phía Hoa Kỳ đã chính thức ngăn cấm cái công ty này hoạt động ở Hoa Kỳ là vì họ muốn ngăn chặn cái vấn đề an ninh là những cái công ty này đã có những cái hành động và đặt đặt những con chip hay là đặt những cái con bớt ở trong những cái thiết bị của họ để đánh cắp thông tin từ những cái công ty lớn của Hoa Kỳ mà đặt hàng với họ. Chính vì vậy mà sau khi mà có cái báo cáo cách đây khoảng 2 tháng của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA và cơ quan NSA tức là cơ quan an ninh Hoa Kỳ đó thì họ báo động cho Tổng thống Trump biết là có cái tình trạng ăn cắp kiểu này. Và Tổng thống Trump đã lên tiếng à, trước đây rồi và bây giờ thì chính thức là phía Hoa Kỳ đã ngăn chặn và không cho cái công ty này được hoạt động tại Hoa Kỳ vì lý do họ có những cái hành động mà không phù hợp với lại cái việc mà bảo vệ an ninh quốc phòng an ninh quốc gia cũng như là bảo vệ cái nền kỹ thuật của Hoa Kỳ bị đánh cắp một cách trắng trợn đó là cái bản tin liên quan tới một công ty của Hoa Kỳ và cuối cùng các bạn à, cuối cùng thì là bản tin từ Nam Hàn cho biết là các cuộc đối thoại quốc phòng của Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ diễn ra tại Washington DC c à, bản tin này từ tên tờ gọi là Korea Times các bạn ha đây là tại Korea Times. Bản tin cho biết là lãnh đạo của bộ quốc phòng Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ thảo luận về những cái về những cái nghị nghị trình hàng đầu trong vấn đề an ninh trong cái cuộc họp thường niên về quốc phòng của họ diễn ra ở Washington vào ngày thứ tư theo cái giờ địa phương. À, tin cho biết thì là bộ trưởng quốc phòng của Nam Hàn có tên là Chion John Du và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là James Mattis sẽ có mặt và sẽ tham gia cái cuộc thảo luận trong một cái trong một cái hội nghị thượng đỉnh, hội nghị giữa đôi bên được đặt tên là Operational Control Command Control gọi tắt là OPCON. thì đây là cái hội nghị thượng đỉnh quốc phòng giữa hai nước không phải thượng đỉnh mà là hội nghị thường niên thì đúng hơn tức là hàng năm thì bộ trưởng quốc phòng của Nam Hàn và Hoa Kỳ vẫn thường xuyên có những cuộc họp và trong những cuộc họp đó họ đề xuất những cái dự án mới hoặc là tường trình lại đầy đủ tất cả những cái gì đã xảy ra trong một năm qua. Đây là cái họp thường niên của cả hai bộ trưởng quốc phòng của hai đoạn của hai quốc gia đồng minh. Thì trong cái cuộc họp này thì cái cái topic tức là cái nghị trình, cái agenda, cái nghị trình được đưa ra bao gồm có thứ nhất là cái hồ sơ mà phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc bên cạnh đó phía Nam Hàn cũng báo cáo những cái chiều hướng mà tích cực mà những cái dấu hiệu tích cực từ phía Nam Hàn so với năm ngoái năm ngoái thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn đã tố cáo rằng Bắc Hàn đã có những cái hành động rất là uh, rất là nhiều hâu và sẵn sàng đi tới chiến tranh vân vân thì trong cuộc họp năm ngoái thì ông tố cáo nhưng mà trong trường hợp năm nay thì ông đã ghi nhận những cái chiều hướng tích cực từ phía nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong Un và ông sẽ ông sẽ chia sẻ với lại tổng Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ về những cái gì mà Nam Hàn đã đạt được thương thảo với lại phía Bắc Hàn, đặc biệt là trong vấn đề quân sự, nhất là cái lúc mà rút tất cả những cái bãi những cái uh, bãi mìn ra khỏi cái khu vực biên giới DMZ, tức là cái khu vực mà phi quân sự ở uh, biên giới hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn, thường được gọi là cái khu vực gần làng Đà bàn Mông Điếm đó các bạn. Thì đây là một trong những cái cuộc họp khá quan trọng giữa hai quốc gia và theo đó thì họ sẽ hoạch định là năm tới có những cuộc tập trận hay không và cái vấn đề luân chuyển uh, hải quân và uh, quân đội của Hoa Kỳ trú đóng tại Nam Hàn như thế nào hiện nay Hoa Kỳ đang có 28.500 binh sĩ trú đóng tại Nam Hàn và đôi bên có nhiều cái cuộc thảo luận và trong đó một trong những nghị trình ở trong đó là cái hồ sơ uh, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc ở trong đó có cả Nam và Bắc Hàn đây là một trong những cái nghị trình mà hai bên sẽ gặp gỡ nhau tại Washington vào ngày hôm ngày mai ngày mai là ngày thứ tư thì đôi bên sẽ có chính thức có cái cuộc họp này đó là các bản tin liên quan tới thời sự ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái phần tin tổng hợp này và một lát nữa thì phong sẽ gửi đến các bạn phần tin địa phương hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ đóng góp rất là nhiều cho mọi người trong cái vấn đề mà theo dõi tin tức hàng ngày và hiểu rõ được những cái gì xảy ra xung quanh chúng ta đặc biệt là những cái hồ sơ mà quý vị quan tâm từ trung quốc hoa kỳ cho tới việt nam đó là mục tiêu của cái bản tin ngày hôm nay cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ gặp lại vào lúc à, à, một lát nữa đây phong sẽ trở lại trong phần tin địa phương cảm ơn các bạn